huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình có diện tích rừng tự nhiên là trên 18.000 ha, phân bố chủ yếu ở các khu vực vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Đây cũng là diện tích rừng có sự tham gia nhận khoán quản lý, bảo vệ của người dân. Từ nhiều năm nay, bên cạnh công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bà con nông dân sống ở gần rừng, một số xã của huyện Lạc Sơn đã phát triển kinh tế gia đình từ việc trồng dổi lấy hạt. Một cây bản địa gỗ lớn đa tác dụng. Cây dổi được trồng tập trung ở một số xã như xã Chí Đạo, Chí Thiện, Xuất Hóa, Thượng Cốc, Phú Lương, Hương Nhượng và đã trở thành cây chủ lực đem lại thu nhập cao, là hướng đi xóa đói giảm nghèo và tiến tới làm giàu cho bà con nông dân ở đây. Cây dổi thì nó là gốc của nó vẫn là cây lâm nghiệp rừng, thế cho nên là nó sống rất là khỏe, không có sâu bệnh mà cũng chịu hạn tốt, phát triển rất là nhanh, cho nên là trồng rất là hiệu quả. Hạt thì bán rất là đắt, nó mạnh danh như là vàng đen của xứ Mường. Cho nên bà con bây giờ cũng tập trung vào bắt đầu phát triển với cây dổi. Gia đình nhà tôi thì cũng rất là phấn khởi bởi vì là cũng được thu hoạch cây và cái giống và cái hạt giống của cây dổi thì cũng rất là khá ở trong cái xóm này. Thường xuyên cũng khoảng tầm 3 đến 500 triệu một năm. Xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn được mệnh danh là thủ phủ hạt dổi của tỉnh Hòa Bình. Ở đây đa số bà con là dân tộc Mường. Cả xã có hơn 300 hộ nông dân tham gia trồng dổi trên diện tích là 42 hectare với 20.000 cây đang ở các độ tuổi khác nhau. Trong đó có gần 4.000 cây đã cho thu hoạch. Những năm gần đây, do nhu cầu của thị trường ẩm thực trong nước ngày càng phong phú, hạt dổi trở thành một loại gia vị rất đặc trưng truyền thống của người dân miền núi nên được nhiều người sử dụng. Từ hạt dổi còn được chiết xuất ra tinh dầu, các loại hương liệu và dược liệu. Như bà con ở đây tâm sự, trước năm 2000, cây dổi trồng chủ yếu chỉ để lấy gỗ dựng nhà sàn. Đến mùa dổi rụng quả, bà con chỉ nhặt hạt đem ngâm rượu làm thuốc xoa bóp, chữa đau chân tay, đau lưng, chứ không biết khai thác hạt dổi đem bán như bây giờ. Gần chục năm trở lại đây, hạt dổi bắt đầu được giá. Năm sau, giá lại tăng cao hơn năm trước. Đây cũng là nguyên nhân khiến bà con bắt đầu trồng cây dổi để lấy hạt. Lạc sản đấy. Thưa quý vị, thưa bà con, đến với xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, quả thật tôi cảm thấy rất thú vị bởi ở đây phong cảnh hữu tình với những nếp nhà sàn rất là đơn sơ cùng với những hàng cây rợp bóng mát. Và điều thú vị hơn nữa là cái đời sống kinh tế của bà con nông dân ở đây đã rất thay đổi từ khi mà bà con phát triển cái cây dổi là một cái cây mà thu nhập rất là cao, rất là hiệu quả cho những hộ nông dân ở đây. Xin được giới thiệu đến quý vị và bà con đứng bên cạnh tôi là anh Bùi Văn Bun, trưởng xóm Be Trên thuộc xã Chí Đạo và đồng thời anh cũng là chủ nhiệm hợp tác xã giống cây dổi. Thưa anh Bun ạ, anh có thể cho biết là hiện nay trong thôn mình, trong xóm mình ý thì đã có bao nhiêu những hộ nông dân mà tham gia phát triển kinh tế từ cây dổi này rồi ạ? Vâng, báo cáo với chị là như xóm này là 120 hộ và 550 mấy khẩu. Và từ cái lúc mà cái cây dổi nó phát triển đưa lại cái năng suất và đưa lại cái kinh tế cho bà con rất là cao thì từ năm 2000 trở đến bây giờ thì bà con là trong xóm là 120 hộ là khoảng 100 hộ là bây giờ là trồng kín cả vườn rồi. Vâng. Đi dọc trong xóm thì em thấy là rất nhiều gia đình đã sắm được ô tô. Vâng. Ở đây quả thật là rất là vui, rất là mừng vì cái đời sống kinh tế của bà con đã phát triển đúng không ạ? Anh có thể cho biết là với cái cây dổi này thì cái việc chăm sóc nó hàng năm như thế nào để mà nó luôn luôn cho mình cái thu nhập cũng như là cái thu hoạch quả rất là cao ạ? Vâng, riêng cái dổi này về cái chăm sóc thì nó rất là đơn giản vì cái dổi này là không phải phun một cái thuốc gì mà không phải là ấy, chỉ đến mùa nếu mà một năm thì nếu mà cho phân được thì cho mà không cho được thì đến vào mùa cũng thu thôi. Cây dổi cũng là một cây lâm sản ngoài gỗ đúng không ạ? Vâng. Là một cây lâm nghiệp đa tác dụng. Và ở phía trên sau chúng ta đang đứng đây là cái khu rừng đặc dụng. Vâng, thì anh có thể cho biết là từ khi bà con nông dân phát triển kinh tế từ cây dổi này thì cái ý thức của bà con về cái việc quản lý bảo vệ rừng nó như thế nào ạ? Có khác nhiều so với trước không ạ? Vâng, ngày xưa báo cáo với các chị là cách đây khoảng 10-15 năm là cái rừng trên này là không bao giờ giữ được. Nhưng bây giờ từ lúc mà phát triển được kinh tế rồi là bây giờ là giữ được cả rừng ở trên cái rừng này, cái rừng phòng hộ của khu bảo tồn của Ngổ Luông. Và cho nên là bây giờ là cây cối rất là nhiều, mà cây thực sinh, những cái cây tự nhiên mọc bây giờ là lên là rất là nhiều.
bây giờ cũng có cả là gà rừng rồi cái này cái khác đầy trên kia, nhất là mà mấy năm nay là cái nước ở trong các khe này nó ra đầy, nó không thiếu nước. Bà con rất là đảm bảo là giữ cái rừng là không ai lên chặt một cái gì nữa, nó cái ý thức bà con phải nó rất là tốt. Bây giờ là cái dồi nó phát triển được này, mỗi một năm thu dồi là bà con cũng trong xóm cũng mua xe ô tô hay là mua tủ lạnh hay là làm cái nhà xây hay là này khác là thay đổi rất là nhiều. Cuối năm 2019, hạt dồi Lạc Sơn chính thức trở thành sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương, được thị trường đánh giá cao về chất lượng, mùi vị. Đây cũng là điều kiện để hạt dồi Lạc Sơn sẽ còn vươn xa hơn nữa. Tại đây cũng đã xây dựng nhiều vườn ươm cây giống chất lượng tốt, cung cấp cho bà con nông dân quanh vùng cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước. Việc trồng cây dồi, một cây lâm nghiệp đa tác dụng, trong nhiều năm qua không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân, những người sống gần rừng, mà còn giúp bà con thay đổi nhận thức, thay đổi thói quen sống phụ thuộc vào rừng như trước kia. Giờ đây, ý thức của bà con trong xã Chí Đạo cũng như nhiều xã khác của huyện Lạc Sơn về việc giữ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học của rừng đã được nâng lên rõ rệt. Chính vì vậy, rừng đã được quản lý và bảo vệ tốt hơn.